Và thưa quý vị, tiếp theo sau bản tin tối hôm nay là phần tin Hoa Kỳ và tin Việt Nam cùng với Phương Thảo. Và kính thưa quý khán giả, bản tin Hoa Kỳ đã cho thấy rằng Tổng thống Donald Trump đã dọa xem xét lại tư cách các thành viên của Hoa Kỳ trong Tổ chức Y tế Thế giới. Tổng thống Trump đã dọa sẽ xem xét lại tư cách thành viên của Hoa Kỳ trong WHO nếu như cơ quan này không cam kết cải tổ đáng kể trong vòng 30 ngày tới. Vào ngày 18 tây tháng 5 theo giờ địa phương, thì Tổng thống Trump đã chia sẻ một tài khoản Twitter của mình về một bức thư ông đã gửi cho tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus, là người đứng đầu của Tổ chức Y tế Thế giới. Trong đó, thì Tổng thống dọa sẽ đóng băng vĩnh viễn các tài khoản tài trợ của Hoa Kỳ cho tổ chức này và xem xét lại tư cách thành viên của chúng tôi trong tổ chức nếu như cơ quan của Liên Hiệp Quốc không cam kết có sự cải tổ đáng kể trong vòng 30 ngày tới. Trước đó, vào giữa tháng 4, thì Tổng thống cũng đã tuyên bố ngừng cấp ngân sách đối với Tổ chức Y tế Thế giới với lý do tổ chức này đã thông đồng với Trung Quốc và che giấu tính nghiêm trọng của đại dịch COVID-19 tại Trung Quốc, khiến cho nhiều quốc gia đã lãng phí thời gian quý báu để chuẩn bị ứng phó, cũng như là trì hoãn về quyết định giới hạn đi lại. Cả Tổ chức Y tế Thế giới và Trung Quốc đều đã bác bỏ những cáo buộc và khẳng định đã minh bạch thông tin ngay từ đầu và kịp thời thông báo cho các nước. Và thưa quý vị, hơn 300.000 người sẽ được thử nghiệm kháng thể chống COVID-19. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh cho biết sẽ thử kháng thể đối với 325.000 người trên cả nước nhằm nghiên cứu cách lây nhiễm của virus SARS-CoV-2. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC cho biết kế hoạch này sẽ bắt đầu thực hiện vào năm tới. Dự kiến bắt đầu vào từ tháng 6, kế hoạch này sẽ thử mẫu, lấy máu của người dân ở 25 khu vực đô thị nhằm phát giác kháng thể để tạo ra trong quá trình hệ miễn dịch chống lại virus SARS-CoV-2. Phát ngôn viên của CDC, Kristen Noland, cho biết trong các cơ quan này sẽ dần mở rộng phạm vi và khung thời gian xét nghiệm cũng như thu thập mẫu máu trong vòng 18 tháng để nghiên cứu tiến triển của kháng thể theo thời gian. Các nghiên cứu kháng thể được coi là một biện pháp quan trọng nhằm hiểu rõ hơn về phạm vi lây lan của virus cũng như giúp đưa ra các quyết định áp đặt các giới hạn cần thiết nhằm kiểm soát sự lây lan của loại virus này. Con trai của Tổng thống Trump đã nói nCoV sẽ biến mất thần kỳ. Eric Trump đã cáo buộc đảng Dân Chủ đang tìm cách lợi dụng COVID-19 để hạ bệ Tổng thống và tuyên bố nCoV sẽ biến mất một cách thần kỳ sau ngày bầu cử. Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News vào ngày 16 tây tháng 5, thì Eric Trump là con thứ ba của Tổng thống đã tuyên bố các biện pháp giãn cách xã hội để ngăn COVID-19 là một phần trong chiến lược thao túng nhận thức của đảng Dân Chủ để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới. Eric đã nói, họ đã cho rằng đang lấy đi của Donald Trump công cụ tuyệt vời nhất, đó là khả năng tập hợp 50.000 người để lấp đầy các khán đài trong mỗi sự kiện. Họ sẽ lợi dụng điều đó mỗi ngày, từ giờ cho đến ngày bầu cử tổng thống vào ngày 3 tây tháng 11. Hãy đoán xem, sau ngày 3 tây tháng 11, nCoV sẽ đột ngột biến mất một cách thần kỳ, và mọi người lại có thể tái mở cửa. Eric, và đồng thời cũng là ủy viên của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Trump Organization, đã cho rằng, Đảng Dân Chủ đang cố gắng để thực hiện điều này bằng cách tạm thời đóng cửa doanh nghiệp và thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội với mục đích làm suy yếu khả năng tái đắc cử của cha mình. Và thưa quý vị, người Mỹ đang dần lạnh nhạt với hàng hóa đến từ Trung Quốc. Khoảng 40% người dân tham gia một cuộc khảo sát nói rằng họ sẽ không mua hàng hóa đến từ Trung Quốc. Cuộc khảo sát do công ty tư vấn kinh doanh FTI Consulting có trụ sở tại Washington thực hiện trên 1.012 người trưởng thành và được thực hiện từ ngày 12 tới ngày 14 tây tháng 5, theo hãng tin Bloomberg. Trong khi đó, 22% người tham gia khảo sát nói rằng họ sẽ không mua hàng từ Ấn Độ, 17% không mua hàng từ Mexico và 12% tẩy chay hàng hóa của châu Âu. Cuộc thăm dò cũng cho thấy 55% người tham gia khảo sát không nghĩ rằng Trung Quốc sẽ thực hiện các cam kết mua thêm hàng hóa như đã nêu trong thỏa thuận thương mại giữa hai nước đã ký vào tháng 1 năm 2020. Trong khi đó, 78% người khảo sát nói rằng họ sẵn sàng trả nhiều tiền hơn để mua một mặt hàng của công ty nào đó, với điều kiện công ty đó phải chuyển dây chuyền sản xuất ra khỏi Trung Quốc. 66% cho biết họ ủng hộ việc giảm nhập khẩu để thúc đẩy nền kinh tế Hoa Kỳ.
Cuộc chiến tranh thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ đã kéo dài hơn 2 năm nay và giờ đây giữa hai nước lại tiếp tục cuộc khẩu chiến về nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 gây nên đại dịch COVID-19. Vì thế, việc công chúng có nhiều ý kiến trái chiều về đối thủ kinh tế của họ là điều không mấy ngạc nhiên, cũng theo hãng tin Bloomberg đưa tin. Kết quả thử nghiệm vaccine để ngừa COVID-19 trên cơ thể của người. Theo như CNN, thì bác sĩ Tao Yux là giám đốc của bộ phận y tế của công ty Moderna đã nói rằng vaccine sẽ xuất hiện đại trà kể từ tháng Giêng của năm 2021 nếu mọi chuyện suôn sẻ. Bác sĩ Yux đã nói, đây thực sự là một tin tốt, kết quả thử nghiệm ban đầu cũng khá tốt và mọi chuyện diễn ra nhanh hơn so với dự kiến. Moderna đã công bố về dữ liệu thử nghiệm lâm sàng ở giai đoạn 1. Vaccine cũng đã được tiêm vào cơ thể của các tình nguyện viên từ giữa tháng 3, cho đến nay cũng đã kéo dài được khoảng 2 tháng. Theo như Viện Nghiên cứu của Sức khỏe Quốc gia, thì cơ thể của các tình nguyện viên đã hình thành kháng thể để ngăn ngừa COVID-19. Nồng độ kháng thể đã vượt ngưỡng so với những người mà cơ thể đã tự hồi phục sau khi đã nhiễm virus. Các kháng thể cũng đã bám chặt vào lớp protein gai của virus corona, ngăn virus xâm nhập vào tế bào của người. Bác sĩ Chas đã nói, chúng tôi cũng đã chứng minh được rằng các kháng thể này, phản ứng miễn dịch này, thực sự có thể ngăn chặn virus. Tôi nghĩ rằng đây là một bước tiến rất quan trọng trong hành trình hướng tới việc tiêm vaccine đại trà. Theo như một chuyên gia về vaccine đã không tham gia vào dự án của Moderna đã nói, kết quả thử nghiệm của các công ty là rất tốt. Trong khi đó, thì vaccine đã chứng minh về tính hiệu quả trong việc thử nghiệm vẫn còn là một nhiều yếu tố mà các nhà nghiên cứu chưa lường trước một khi đưa vaccine vào sử dụng đại trà. Và tiếp theo sau, Đức Tiến mời quý vị đến với tin Việt Nam. Thưa quý vị, thu hồi hàng trăm quyết định bổ nhiệm tuyển dụng sai nhân viên. Và tính đến năm 2017 đến nay, các bộ ngành địa phương tại Việt Nam đã quyết định thu hồi, hủy bỏ hàng trăm các quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức không đúng quy định. Các báo trong nước loan tin ngày 18 tây tháng 5, trích báo cáo của Bộ Nội vụ đưa ra trước kỳ họp thứ 9 của Quốc hội, tin cho biết từ năm 2017 đến năm 2019, các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện hơn 3.500 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với gần 4.300 các cơ quan, tổ chức, trực thuộc và không trực thuộc. Mục đích của các cuộc thanh tra, kiểm tra nhằm bảo đảm kế hoạch về điều hành, sử dụng biên chế, công chức, viên chức, thực hiện chính sách tinh giản biên chế, tuyển dụng, nâng ngạch, chuyển đổi ngạch đối với công chức, viên chức, việc bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, điều hành, số lượng cấp phó và cũng như viên chức lãnh đạo, điều hành, v.v. Kết quả cho thấy, từ năm 2017 đến cuối năm 2019, có 252 người bị thu hồi quyết định tuyển dụng, 271 người bị thu hồi quyết định bổ nhiệm lại, điều động bổ nhiệm, 118 người bị thu hồi, hủy bỏ quyết định thăng hạng chức danh, nghề nghiệp, 53 người bị xếp lại ngạch công chức, hạng viên chức, 53 người bị thi hành kỷ luật, 955 người khác bị kiểm tra. Và kiểm tra về thực tế dự án của làng đại học tại thành phố Đà Nẵng. Đoàn công tác của Bộ Giáo dục Đào tạo do Bộ trưởng của Bộ Giáo dục Đào tạo cùng với trưởng đoàn là Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã đến kiểm tra thực tế tại dự án làng đại học Đà Nẵng. Đây là một trong những dự án chậm trễ đã bị phản ánh hơn chục năm qua. Theo như thông tin truyền thông trong nước loan tin vào ngày 18 tây tháng 5, thì đại diện của Đại học Đà Nẵng cũng cho biết, kể từ khi chính phủ của Thủ tướng phê duyệt vào năm 1997, Bộ Giáo dục Đào tạo phê duyệt vào năm 2004 cho đến nay, thì toàn bộ dự án đã trải qua 3 giai đoạn, và giai đoạn 2 đã được đầu tư nhà và làm việc, cũng như là học tập của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Tòa nhà Khoa học Công nghệ Thông tin Truyền thông. Giai đoạn 3 là giai đoạn đầu tư tòa nhà dành cho khoa y, dược thuộc Đại học Đà Nẵng và hai ký túc xá sinh viên. Đại diện của Đại học Đà Nẵng cũng cho biết thêm, Đà Nẵng cũng đã giải phóng được 38.8 hecta trên tổng số là có 110 hecta. Hiện tại thì Quảng Nam vẫn chưa giải phóng được mặt bằng do thường xảy ra tình trạng xây dựng tự phát. Sau khi đã kiểm tra thực tế thì ông Phùng Xuân Nhà đã có buổi làm việc với Đại học Đà Nẵng và cũng có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân của thành phố Đà Nẵng vào chiều cùng ngày theo như dự kiến. Và Việt Nam xử phúc thẩm vụ VN Pharma hoãn xử phúc thẩm vụ học sinh trường Gateway.
Sau 3 lần hoãn, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Sài Gòn hôm 18 tây tháng 5 đã mở phiên xử phúc thẩm vụ án công ty cổ phần VN Pharma buôn lậu 9.300 hộp thuốc trị ung thư giả. Truyền thông trong nước loan tin cùng ngày cho biết phiên phúc thẩm của vụ án VN Pharma dự kiến sẽ diễn ra trong 3 ngày. Trước đó, tại phiên xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân Sài Gòn đã tuyên phạt ông Nguyễn Minh Hùng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần VN Pharma mức án 17 năm tù và ông Võ Mạnh Cường, nguyên Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Hàng hải Quốc tế SNC mức án 20 năm tù cùng về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh theo Điều 157 Bộ Luật Hình sự năm 1999. 10 đồng phạm còn lại của vụ án bị tuyên từ 3 năm đến 12 năm tù giam. Tin cho biết, sau khi bản án sơ thẩm được tuyên, 7 bị cáo trong số 12 người nói trên đã làm đơn kháng án. Trong một diễn biến liên quan, Tòa án Nhân dân tại Hà Nội hôm 18 tây tháng 5 đã tuyên bố hoãn phiên tòa xử phúc thẩm của các bị cáo trong vụ án học sinh trường Gateway bị chết trên xe đưa đón. Nguyên nhân hoãn được báo trong nước cho biết là vì vắng luật sư bào chữa của bị cáo Nguyễn Bích Quy, 56 tuổi, người đưa đón học sinh cùng nhiều nhân chứng khác. Công trình đèn trang trí 11 tỷ đồng ở Vinh đã bị gãy đổ sau trận dông lốc. Công trình cột đèn trang trí có tổng mức đầu tư là 11 tỷ ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã bị gãy đổ sau một trận mưa và dông lốc vào chiều ngày 17 tây tháng 5. Truyền thông trong nước loan tin vào ngày 18 tháng 5 và cho biết vụ việc đã xảy ra vào khoảng 6 giờ chiều ngày 17 tây tháng 5 trên tuyến đường Lenin và đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, gây nguy hiểm cho người dân đi lại trên con đường. Tin có nói rằng 30 cột đèn trang trí trên đoạn đường này, trong đó có 11 cột đèn đã bị gãy đổ hoàn toàn và 14 cột đèn đã bị nghiêng có nguy cơ gãy đổ. Hình ảnh của những cột đèn bị hư hại được chụp lại cho thấy các máy móc làm bằng vỏ nhựa, các mối hàn trên các cột đèn cũng đã bị bung, các thanh thép chịu lực bị biến dạng. Trưởng phòng điều hành của đô thị thành phố Vinh là ông Nguyễn Việt Đức cũng đã được báo Tiền Phong Online dẫn lời cho biết công trình cột đèn trang trí được thi công vào tháng 2 của năm nay và có mức tổng đầu tư là 11 tỷ đồng, đang trong quá trình chạy thử nghiệm. Ông Nguyễn Việt Đức cũng thông tin thêm công trình này do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thuật Việt Nam Techcombank tài trợ. Công trình chưa được bàn giao cho Ủy ban Nhân dân thành phố Vinh điều hành và sử dụng. Tiếp theo sau, mời quý vị đến với phần tin dự báo thời tiết cùng với Mỹ Linh. Xin kính chào quý khán giả của Việt Nam America TV trên băng tần 57.3, 16.10 và 27.4 của chúng tôi. Chào mừng quý vị đến với chương trình dự báo thời tiết cho ngày hôm nay. Chúng ta có một ngày thứ ba đẹp trời cho quận Cam, nhiệt độ là 70 độ cho ban ngày và 55 độ cho ban đêm. Thời tiết cũng rất là tốt cho vùng San Jose, nhiệt độ là 70 độ cho ban ngày cũng như là 51 độ cho ban đêm. Và trời tiếp tục nắng gắt cho vùng Houston, nhiệt độ là 95 độ cho ban ngày và 73 độ cho ban đêm, kính thưa quý vị. Và qua đến ngày thứ tư thì trời sẽ nắng chói chang hơn cho quận Cam, nhiệt độ tăng lên ở mức là 75 độ cho ban ngày cũng như là 57 độ cho ban đêm. Và tại vùng San Jose của chúng ta thì nhiệt độ là 73 độ cho ban ngày, 50 độ cho ban đêm, thưa quý vị. Và nhiệt độ tại vùng Houston, Texas thì không có thay đổi nhiều, nhiệt độ là 94 độ cho ban ngày, 74 độ cho ban đêm. Trời có đỡ gay gắt hơn, tuy nhiên nhiệt độ vẫn rất là cao, kính thưa quý khán giả. Cho nên quý vị thấy là trong ngày thứ tư thì những ba miền thì thời tiết đều rất là đẹp. Và tiếp đến là câu ca dao mà chúng ta chia sẻ cùng nhau, đó là cây cao thì gió càng lay, càng cao danh vọng càng dày gian nan. Đây là một bài ca dao để nói đến việc là khi mà chúng ta có một địa vị nào đó trong xã hội, chúng ta có danh vọng, chúng ta có nhiều thứ thì đó là lúc mà chúng ta nên lo lắng để mà biết giữ lấy mình, để không có bị kiêu căng và cũng như là cư xử thật là tốt với lại tất cả mọi người. Tại vì khi mà chúng ta ở một vị trí càng cao thì lúc đó những thử thách đến càng lớn hơn và chúng ta càng dễ đánh mất mình hơn. Cho nên lúc này lúc chúng ta càng phải cẩn thận hơn nữa. Và kính thưa quý khán giả, xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc một ngày an lành. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Phương Thảo và Đức Tiến xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã xem chương trình tin tức buổi tối của VNATV. Và một lần nữa xin cảm ơn quý khán giả và kính chúc cho quý khán giả có một buổi tối an bình. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình tối mai.